Em xin chào cả nhà. Hôm nay giới thiệu với cả nhà một số cây chậu lớn. Cây này là cây Bensuda. Đây là mặt hoa thực tế của cây Bensuda nha cả nhà. Dòng Bensuda thì hoa rất là thơm và độ bền của hoa cũng rất là lâu. Thường những cái dòng Dendro nắng thì hoa có thể bền từ 2 tháng rưỡi cho đến 3 tháng rưỡi, tùy theo giống và cũng tùy theo cái môi trường. Và lưu ý là khi hoa đã nở thì mình sẽ không tưới nước vào hoa để tránh cái trường hợp là hoa sẽ bị tàn nhanh. Nhiều khi nói sao nói là 2-3 tháng mới tàn mà nở xong rồi mấy ngày là hoa đã tàn rồi. Thì thường những cái lý do mà tàn liền á thì chỉ do là mình tưới nước á, cái nước nó văng vô trúng cái nhị hoa thì sẽ làm cho hoa tàn liền. Nên là sau khi hoa nở thì cả nhà lưu ý sẽ không tưới nước vào hoa, chỉ tưới vào cây và gốc thôi. Và đây là chậu Bensuda thực tế tại vườn của em. Hiện giờ thì cây này đang nằm trong chậu phi 30 và giá thể trồng thì bằng vỏ thông nhuyễn. Cây thì hiện trong giai đoạn trưởng thành rất là mạnh. Một số cây đã đứng ngọn và chuẩn bị cho vòi hoa. Còn lại dưới gốc thì có những cây nó đang nhảy con rất là nhiều. Những chậu phi 30 này thường là những chậu đi điều hướng, có nghĩa là trong một chậu nó sẽ đi 2-3 hướng để cho mình có một cái chậu lớn tròn để mình chơi. Những cái chậu mà mình đã lên thuần rồi thì khi mà mình về trồng thì không cần phải thay chậu nữa. Mình chỉ trồng thôi, sau này khi nào mà cái cây con á nó nhảy ra đụng cái thành chậu thì mình mới thay ra chậu khác. Bensuda là một dòng hoa rất là nổi tiếng trong dòng Dendro nắng. Vì ngoài cây bà liễu xưa của mình đó thì chỉ có cây Bensuda là hoa thơm nhất. Khi mà có nắng lên thì cái hương thơm nó có thể tỏa hương xa, để mình đi ngang mình có thể nghe được cái hương thơm của nó. Còn có những cái dòng khác thì có thơm nhưng mà cái hương thơm rất là nhẹ, nó không có tỏa hương xa giống như dòng Ben hay là liễu. Có một số khách thì hỏi em là sao mình mua một số cây liễu hoặc là một số cây ben nhưng mà về hoa nở thì không có thơm. Thì hôm nay em xin trả lời chung đó là nếu mà mình mua một cái cây hoa tên đó về mà nó không có thơm thì có nghĩa là cả nhà đã mua sai cây. Vì đã là Bensuda thì không thể nào mà không thơm được. Những cái dòng Bensuda xưa của Việt Nam mình á thì hoa nó rất là thơm. Chỉ cần hoa mới vừa nở khoảng 1-2 ngày thôi là đã có cái hương thơm tỏa hương rất là xa rồi. Nên khi mà mình chọn mua những cái dòng cây nổi tiếng á, thì mình nên chọn những nơi uy tín để mình sở hữu được cái cây nó đúng cái cây gốc của nó hơn. Vì Ben á, thì hiện giờ nó đang có hai dòng, đó là cây Thái và cây của Việt Nam. Thì tương đối hai cây thì đều giống nhau, chỉ có khác về cái mặt hoa và cái hương thơm một chút xíu thôi. Cây này thì đang trong giai đoạn phát triển rất là mạnh nha cả nhà. Những cái chậu này thì đã được bón phân gốc vào trong chậu rồi, nên sau khi mà mình sưu tầm sở hữu về chơi đó thì mình chỉ cần kích rễ định kỳ và khoảng 2-3 tháng sau thì mình có thể thêm phân gốc vô. Nhưng mà cả nhà nhớ là mình không có sử dụng phân hữu cơ nhiều quá đối với những dòng cây chậu lớn này. Vì vào mùa mưa thì những cái dòng phân hữu cơ mà nó tan liền đó thì nó rất là dễ làm bị thối gốc. Và đối với dòng Ben chậu phi 30 lần này thì tại vườn em bán là 650.000 cho một chậu. Khi cả nhà mình muốn sưu tầm sở hữu dòng này thì có thể liên hệ qua số điện thoại trực tiếp dưới màn hình giúp em, hoặc là có thể nhắn tin qua số điện thoại hoặc là Zalo để em chốt đơn hàng ha cả nhà. Nếu mà đối với những khách hàng mà mình chuyên sưu tầm những cái dòng Dendro nắng hoặc là mình muốn có những cái loại cây có hoa quanh năm thì Ben thì mà là một loại Dendro không thể thiếu trong vườn nhà của mình. Vì thứ nhất là cái màu sắc của nó nhìn rất là tươi, màu vàng đậm. Và thứ hai nữa là cái hương thơm của cây này thì rất là dễ chịu. Nó có thể thơm từ sáng cho đến chiều, cho đến khi vườn mình hết nắng. Đến tối thì cũng vẫn còn thơm, nhưng mà lúc đó thì nó sẽ không còn tỏa hương giống như ban ngày nữa. Và đặc biệt là đối với những dòng cây lớn á, thì nó sẽ cho hoa liên tục được. Vì cây Dendro nắng á, thì cái sinh trưởng nó rất là mạnh. Và cái xác cây nó lớn á, nên khi mà nó cho hoa nó có thể cho rất là nhiều. Tại vì trên một chậu thì cả nhà thấy có rất là nhiều thân tơ.
nên cùng một lúc cây có thể cho nhiều cành hoa, hoặc là hết cây này có hoa sẽ đến cây khác. Nên là lúc nào trong vườn mình cũng có hoa để chơi và có cái hương thơm rất là dễ chịu. Em cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm theo dõi và xem video của em. Chúc cả nhà có thật là nhiều sức khỏe. Cả nhà cũng đừng quên đăng ký kênh để em có thể chia sẻ với cả nhà nhiều loại lan mới hơn nữa. Trong phần video kế tiếp thì em sẽ giới thiệu với cả nhà những cái dòng dendro mới, cũng như là những cái dòng hoa mà mình chưa có sưu tầm tại vườn, để mình có thể sưu tầm thêm nhiều cây mới nữa để trong vườn mình có đa dạng màu sắc hoa hơn. Vì thật sự mà nói thì bây giờ á, cây của Thái Lan làm ra rất là nhiều màu mới, màu sắc đa dạng, và đa phần thì những cái giống mới bây giờ thì nó đều xuyên hoa hết, để cho có hoa quanh năm trong vườn của mình, để lúc nào trong vườn của mình cũng có hoa hết. Cảm ơn cả nhà, em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những phần video tiếp theo.